Bà giữ nó nha. Mà dùng cái chiêu, nhưng mà thiệt chiêu không có dễ. Akuma á, thiệt chiêu đúng như là thấy con kheo không, là suy tình hay lưu tình đúng không? Akuma là 1, 2, 1, 1, 2, 3. Thiệt chiêu không có dễ đâu nha, thiệt chiêu đó là nếu mình đang nhìn bên tay đúng không? Dù không có 100%. Chơi nhiều thương mà nói dụng này đâu. Đấy, đúng rồi, nãy vô tích 100%. Không có 100% nữa. Đúng. Dạ. Vô chiêu này đúng không? Thì chiêu này á là
cho dù kia nó có block hay nữa cũng cũng gặp được à. Không chẳng được trên nhảy qua thôi. Rồi tâm ra. Nhà hôm nay cái tiếng block á nó cũng đánh được à. Block không có được không? Chiêu nó cấp bọt thôi mà đánh được 70 trăm máu rồi mất 70 luôn rồi. Sao nó được? Này thì chiêu đó đúng không? Thì chiêu cấp 1 đúng không? Đánh này 200 trăm máu lấy ra 70 trăm luôn. À đâu có. Chiêu này giữ lắm mà. Chiều mà bắn qua cầu lửa đúng không? Có hai đồng tình qua cầu lửa. Qua cầu lửa của Will á là mất cục đó, cục một cái Will đúng không? Còn này làm qua cầu lửa miễn phí luôn. Mạnh hơn cái kia nữa. Không phải cái này mà cái Optimus á. Nổi không? Nổi nó gục gan không? Gục gan dễ thôi.
Trời ơi, lúc mà tắt rồi mới ăn được gì chịu. Cái gì đâu không. Vô phải biết là cái này là giữ chậm lắm. Vô phải biết là... Phải hả? Chỉ thua rồi. Ủa gì vậy? Trời dở.